Giám sát, phản biện xã hội là một trong những chức năng quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, là phương thức quan trọng để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền và thực hiện vai trò đại diện cho các tầng lớp nhân dân. Tại Đà Nẵng, thời gian qua, Mặt trận các đoàn thể chính trị xã hội đã triển khai kế hoạch giám sát, phản biện xã hội phù hợp với từng giai đoạn, qua đó tăng cường sự đồng thuận xã hội và hiệu quả hoạt động của các địa phương, đơn vị. Thực hiện chỉ thị số 11 của Thành ủy về nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân trên địa bàn thành phố. Năm 2022, Mặt trận thành phố Đà Nẵng đăng ký với Thường trực Thành ủy giám sát 5 chuyên đề, gồm hoạt động của đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, việc tiếp công dân và kết quả xử lý đơn thư của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các cấp, giám sát cán bộ, đảng viên theo thông tri số 10 ngày 22 tháng 9 năm 2020 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, việc đối thoại định kỳ với nhân dân của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận và phường, việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do COVID-19. Đặc biệt, trong bối cảnh thành phố thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị, không tổ chức Hội đồng Nhân dân cấp quận phường, việc xây dựng cơ chế, phát huy vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội càng được quan tâm. Thì thông qua cái giám sát phản biện xã hội của Mặt trận thì thấy rằng là các cấp ủy đảng cũng như chính quyền rất là quan tâm, hỗ trợ tích cực cho cái việc giám sát của Mặt trận và đã góp phần tích cực hạn chế những cái thiếu sót và khắc phục được những cái hạn chế mà ở cấp cơ sở đã gặp phải trong thời gian qua. Có thể nói rằng là công tác giám sát phản biện xã hội Mặt trận trong những năm gần đây, nhất là từ năm 2014 đến nay, thì nó đã thể hiện được đúng cái tinh thần chỉ đạo của Đảng theo quy định 27-28, làm sao đó để cái đời sống nhân dân thực hiện phát huy quyền làm chủ của nhân dân, là nhân dân giám sát và thực hiện được cái quyền của mình thông qua cái phương châm là dân biết, dân bàn, dân làm kiểm tra. Ngoài những nội dung giám sát theo quy định, Mặt trận, các hội đoàn thể chính trị xã hội tại các quận huyện cũng đã triển khai nhiều chuyên đề giám sát phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, bao quát trên nhiều lĩnh vực như giám sát an toàn vệ sinh thực phẩm, an ninh trật tự đến ô nhiễm môi trường. Đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở xác định rõ vai trò, trách nhiệm để không ngừng nâng cao hiệu quả giám sát. Cái công tác giám sát để mà đi vào thực chất hơn á, thì đó là cần cái con người á, thì phải có cái năng lực, trình độ, chuyên môn nghiệp vụ rõ ràng. Thì thứ hai là phải ôm hiểu trong cái lĩnh vực đó thì mới đạt được cái mong muốn. Nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo sự đồng thuận cao của cộng đồng, thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cũng thường xuyên tổ chức các hội nghị phản biện xã hội. Thông qua hoạt động phản biện, Mặt trận xác định đây là diễn đàn để tập hợp rộng rãi ý kiến của các tầng lớp nhân dân. Từ hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị đại hội lần thứ 12 Đảng bộ thành phố đến các hội nghị phản biện về vấn đề an toàn giao thông, môi trường, trật tự xây dựng. Tất cả đều hướng đến mục đích tìm sự đồng thuận cao nhất từ phía nhân dân. Trong công tác phản biện xã hội thì nhân dân đánh giá cao cái phản biện của Mặt trận Việt Nam về các cái dự án, rồi các cái đề án cũng như là các cái nghị quyết trước khi ban hành thì Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đều có tham gia ý kiến và thành phố đã nghiên cứu những ý kiến đề xuất của Mặt trận ở Việt Nam trong thời gian qua để bổ sung vào những cái chủ trương, những cái giải pháp cũng như những cái đề án mà trước khi triển khai thực hiện để tránh tha sót, và thông qua đó thì dư luận xã hội nhân dân đồng tình cái việc làm của Mặt trận ở Việt Nam cũng như là quan ngay cái tinh thần tiếp thu của Ủy ban Nhân dân thành phố cũng như của Hội đồng thành phố để bổ sung vào những cái nghị quyết, những cái chủ trương mà nó liên quan đến đời sống thiết thực, nó đảm bảo quyền lợi hợp pháp chính đáng người dân trong thời gian qua. Trong bối cảnh hiện nay, công tác giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc luôn cần được đổi mới để có thể phát huy vai trò trực tiếp của nhân dân. Thời gian tới, Mặt trận các cấp trên địa bàn thành phố chú trọng nâng cao năng lực nghiệp vụ, chuyên môn cho đội ngũ cán bộ cơ sở, để công tác giám sát, phản biện xã hội ngày càng hiệu quả và đi vào thực chất hơn.